Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn một cái sản phẩm nó rất là thú vị và cái cô chủ của sản phẩm này là đang đứng kề chúng ta đây. Em hãy cho mọi người biết về tên của em, doanh nghiệp của em và hiện tại em đang làm sản phẩm gì. Chào các bạn, mình là Phạm Thu Hằng, chủ sáng lập của nệm cho bé Mulan. Thì mình chuyên cung cấp sản nệm cho các trường mầm non trong cả nước. Đây là các sản phẩm mà mình đang làm. Em kể cho chút xíu là tại sao em chọn cái sản phẩm này để em ra em làm. Cái sản phẩm này nó cũng là một cái duyên với mình. Tại vì mình có hai bé nhỏ đang trong độ tuổi mầm non. Thì khi mà mình cho bé đi học á, thì mỗi bé là cần phải có một chiếc nệm. Thì khi mà bé của mình đi học tại trường thì thường là không có một chiếc nệm đồng bộ. Mà mỗi lần mà đi học á là phải bỏ vô một cái bao ni lông. Mà mình á, thì mình chọn cái bao nó sạch, nhưng mà cuối tuần có thể là mình không nhận được về một cái bao sạch nữa. Tại vì có rất là nhiều bé nên là cô không có nhớ được bao nào của bé nào. Thì cứ cuối tuần á, là lấy bao ra rồi bỏ từng cái nệm vô. Và có những chiếc nệm thì nó to, có những chiếc nệm nó nhỏ. Và phụ huynh thích con mình là phải nằm một chiếc nệm dày thì mua cái nệm nó lớn thì nó sẽ chiếm diện tích ở trong lớp học. Thì khi đó mình mới nghĩ ra là tại sao mình không làm cho mỗi chiếc nệm nó có một cái túi như thế này. Là mình làm theo hướng nhận diện thương hiệu cho trường, là trường ví dụ như trường Sunny này là cái tông của họ là màu vàng và có cái logo rất là đẹp. Thì mình cũng sẽ làm cái nệm bên trong màu vàng luôn. Thì đây là một trong những cái mà mình đã làm. Đây, các bạn có thể thấy là bên trong chiếc nệm này khi mình mở ra là những chiếc nệm nhỏ. Chiếc nệm nhỏ như thế này. Đây, nó có cái túi đeo. Và đây là trường Sunny House. Khi mà xếp lại nó gọn gàng, nó nhỏ như thế này, nó đồng bộ. Nên là mình nghĩ là nó nhìn nó sẽ tươm tất hơn. Đó, một chiếc nệm gối và xếp nhỏ gọn như thế này, có một cái túi. Đó, và đây là các mẫu khác. Rất là nhiều mẫu. Mẫu. Đó, rất là nhiều màu. Hiện tại khách hàng của em là gồm những khách hàng nào? Khách hàng của em chủ yếu là các trường mầm non trên cả nước. Các trường mầm non trên cả nước. Độ tuổi các em. Cái sản phẩm này là cho các bé độ tuổi mầm non. Thì các trường mầm non là chủ yếu, cũng thỉnh thoảng là có những cái trường như là tiểu học và trung học họ làm nội trú thì họ cũng có đặt hàng của mình. Người lớn mua dùng được không? Người lớn thì mình có một cái sản phẩm khác nữa. Đó là sản phẩm gì? Là nệm cho văn phòng ngủ trưa. Nệm cho văn phòng tuổi ngủ. Có mang theo đây không? Hôm nay thì mình chỉ giới thiệu cho các bạn là nệm cho bé. Chủ yếu là phục vụ cho các bé. Thì nó có hai quy cách. Một là đây là cái ba lô. Mình có thể đeo trên người như vậy. Bé nó sẽ đeo đi học vậy. Đây là phụ huynh đeo cũng được, mà bé đeo cũng được, có thể treo vào xe máy. Và đặc biệt cái này là nó có một cái là mình có thể phân biệt là của bé nào. Là mỗi một cái túi nó đều có một cái mạc tên lớp, phân biệt đồ cho bé. Nhưng khi bé đi học nó bị cảm ho sổ mũi hay là bị những cái bệnh về da liễu á, thì mỗi bé đều sở hữu một cái nệm riêng, là phân biệt, không có bé nào là xài chung của bé nào hết. Vậy bây giờ mọi người mà muốn liên hệ với em, mọi người thấy đoạn video này thì mọi người liên hệ làm sao? Các bạn có thể theo dõi kênh Facebook của mình là nệm mầm non. Facebook cá nhân của mình là Phạm Hằng. Ngoài ra các bạn có thể theo dõi kênh YouTube là Nệm Cho Bé Hulaco. Website là nệm cho bé.com. Đó, các bạn liên hệ với bạn Hằng về sản phẩm thì các bạn vậy là vừa rồi bạn Hằng đã kể cho bạn là cái lý do vì sao mà bạn ra bạn kinh doanh cái này là bởi vì xuất phát từ hai đứa bé ở nhà. Thì từ lúc mà em ra kinh doanh thì em gặp những cái khó khăn gì? Khi mà em ra kinh doanh thì em có cái khó khăn là về khách hàng, tiếp cận khách hàng á. Nghĩa là em cũng làm trước trước đó là có làm rồi, nhưng mà làm online mặt
làm online mà khách hàng tiếp cận với em á thì là chỉ khoảng chừng mấy tháng năm đổ lại đây thì là có nhiều đó, do là trước đó em làm cũng có khách nhưng mà mình không biết cách nào để khách hàng nó khách hàng quay lại mà có khách hàng mới bền vững thì em cảm thấy là hình như là mình thiếu cái gì đó cho nên là mình chưa có đầu tư vô cái lĩnh vực này nhiều và Hằng đi học, Hằng đã học qua 6 lớp của VTraining mà mình bây giờ mình cũng không biết tại sao là mình có thể học một lèo hết 6 lớp đó mà nhất là lớp lớp online. Dạ em rất là thích lớp online vì bây giờ là mình đã sở hữu là mình có trang chuyên gia là nệmchobé.com, trang thương trang cá nhân của mình là phạmthuhằng.com và thương hiệu là hulanco.vn. Là một người nữ có bé rồi lại đi làm kinh doanh nữa thì nó có những khó khăn nào và nó có những cái thuận lợi nè? Vì cái sản phẩm của Hằng chọn á là xuất phát từ hai đứa bé của mình, nó gắn liền với lại em bé cho nên là cái sản phẩm mà mình kinh doanh đó mình phải đặt tâm huyết vô, mình có tình yêu với nó thì những cái khó khăn đó mình mới có thể vượt qua được. Thực ra là có những lúc mà mình rất là mất năng lượng á, bởi vì cái việc gì mình cũng phải tự làm hết cho nên là nó có mất năng lượng thì cái đó là cái khó khăn, một vài cái khó khăn của mình. Ông xã cái nhà có giúp không? Có phụ giúp không? Dạ thời gian đầu thì có giúp nhưng mà mình chưa có, mình không có nghĩ là nó sẽ có nhiều khó khăn như sau này nên là mình nói với ông xã là mình có thể làm được nhưng mà khi mà ảnh đi làm cái công việc riêng của ảnh rồi thì lúc đó mình lại rất là cần có người đồng hành. Nhưng mà cho tới thời điểm này thì Hằng tự tin để phát triển cái thương hiệu Hulaco này. Một lời chia sẻ cuối cùng đến cho những cái bạn muốn khởi nghiệp và những bạn nữ như bạn thì em chia sẻ cái gì? Em thấy rất là đơn giản là chỉ cần làm theo những cái chia sẻ của thầy, làm theo từng bước một, chậm mà chắc, mỗi ngày một chút là mình sẽ thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bạn Hằng bên nệm mầm non nệm cho bé. Và các bạn ở trên khắp mọi miền đất nước mà muốn liên hệ với bạn Hằng thì các bạn cứ theo cái trang website, cái trang Facebook và cái trang YouTube, các bạn search lên là các bạn sẽ thấy bạn Hằng liền. Và muốn trao đổi riêng với bạn sâu hơn thì hãy liên hệ qua số điện thoại 0983 882210. Bye bye các bạn.